Bật mí vợt của nhà vô địch và áo quân giải cầu lông Pháp Open 2023 Super 750. Cùng bắt đầu nha. Trước khi đi vào nội dung chính thì cho mình xin chia sẻ là tại giải Pháp Open 2023 này có rất là nhiều cái sự đột biến vô cùng nổi bật. Trong đó phải kể đến là cái trận phục thù của thần búa Li Zijia trước nhân tài mới nổi quay Hồng Giang của Trung Quốc ở vòng R32. Rồi cái trận thắng vô cùng nổi bật của đôi nam nữ Jon Ah-un, Kim Woo-ho của Hàn Quốc trước hạt giống số 1 là Yang Siwei và Hwang Ja-chon của Trung Quốc nha. Một cái trận đấu rất là đẳng cấp. Nhưng mà nổi bật nhất giải phải kể đến đó chính là đơn nữ Aya Ohori, nữ thần cầu lông của Nhật Bản đã chơi cực kỳ bứt phá tại giải đấu lần này luôn. Cô đánh bại Carolina Marin ở trận tứ kết với 2 set đấu, và ở trận bán kết á, thì bị thua trước Tai Su-jin. Nhưng mà Aya Ohori đã có một cái trận đấu ngang kèo các bạn, đánh rất là xuýt xao luôn, thua ở set 3 là 22-20, cho thấy á, là Aya Ohori là bắt đầu bứt phá lên rồi, không còn là bình hoa di động nữa, bây giờ là vừa đẹp lại còn vừa đánh hay luôn. Rồi, và mở màn đêm chung kết là nội dung thi đấu đôi nam nữ diễn ra giữa bộ đôi trẻ đang thi đấu rất là bứt phá của Trung Quốc, đó chính là Jia Zhangban, Wei Yaxin, và đối thủ của họ đó chính là bộ đôi kiệt cụ đến từ Hồng Kông là Tang Chunmen và Xi Jinsuit. Và mình phải công nhận là tại giải đấu này bộ đôi Tang Chunmen và Xi Jinsuit của Hồng Kông đã chơi rất là bứt phá luôn. Họ đánh bại cả Fan Yanzi, Hoàng Nông Binh của Trung Quốc nè, và đánh bại cả Watanabe Higashino của Nhật Bản để vào chơi ở trận chung kết. Quá là hay luôn. Nhưng mà bất ngờ đã không xảy ra nữa khi mà hai bên đều có một set đấu thắng dành cho mình. Và khi bước vào set 3 quyết định á, thì bộ đôi trẻ của Trung Quốc đã cho thấy được cái sự đẳng cấp, cái sự máu lửa của mình. Họ có cái chiến thắng là 21-12, qua đó là lụm cúp giải Pháp Open 2023 nha. Và với áo quân Xi Jinsuit đảm nhận cái vai trò đánh lưới thì cô lựa chọn cho mình cây vợt Yonex Astrox 77 Pro bản trọng lượng 4U đang lưới BG80 mức đang 28 LBS là 12,5 kg. Còn với cậu đập Tang Chunmen nói chọi với những cái pha đập cầu khá là y lực thì anh lựa chọn cho mình cây vợt Yonex Saber 11 Pro bản trọng lượng nặng bao đang lưới BG80 cái mức đang 30 LBS là 13,5 kg. Đến với nhà vô địch Wei Yaxin đảm nhận vai trò đánh lưới, cô lựa chọn Yonex Saber 7 Pro bản trọng lượng 4U đang lưới 66 Ultimax cái mức đang 27 LBS là 12 kg. Còn với cầu đập Jia Zhangban nổi trội với những cái pha đập cầu có tốc độ bộc phát rất là nhanh luôn thì anh lựa chọn cho mình cây vợt có tốc độ nhanh nhất thế giới, đó chính là Yonex Nanoflare 1000Z bản trọng lượng nặng 3U đang lưới Aerobile là lưới 2 màu và cái mức đang của anh 30 LBS là 13,5 kg nha. Thứ hai là nội dung thi đấu đơn nữ diễn ra giữa hai cái tay vợt siêu đẳng cấp trên toàn thế giới, đó chính là Chen Yufei của Trung Quốc đối đầu với Tai Su-jin của Taipei. Thì ở cả hai set đấu, nửa đầu cả hai set đấu luôn, thì Tai Su-jin đều là người nhập cuộc nhanh hơn và đều dẫn trước hết. Nhưng mà sau đó thì Chen Yufei bắt đầu bứt phá mạnh mẽ nè, chơi ổn định và có những cái pha đập cầu rất là y lực luôn. Và Chen Yufei lật kèo, phải gọi là lật kèo ngoạn mục luôn các bạn. C1 là chiến thắng 21-17 và C2 là chiến thắng rất là xuýt xao 22-20. Qua đó là Chen Yufei đăng quang ngôi vô địch Pháp Open 2023 nha. Với áo quân Tai Su-jin thì cô sử dụng cho mình một cái siêu phẩm vợt hoàn toàn mới, đó chính là Victor Thuster TTY là Tai Su-jin bản trọng lượng 4U đang lưới là VBS 66 Nano mức đang là 29 LBS, tính ra là 13 kg. Còn với nhà vô địch Chen Yufei thì cô vẫn lựa chọn cho mình cái siêu phẩm vợt là Yonex Astrox 77 Pro bản trọng lượng 4U đang lưới là X-Bone 63 mức đang là 26 LBS là 11,5 kg nha. Thứ ba là nội dung thi đấu đôi nữ diễn ra giữa hai cái bộ đôi hoàn toàn không được xếp hạt giống tại giải đấu lần này, chứng tỏ là họ đã chơi rất là bứt phá mới có thể so kè với nhau tại trận chung kết, đúng không? Là giữa Kitty Tharakul Ratchongchai của Thái Lan đối đầu với bộ đôi trẻ đang chơi rất là bứt phá vào gần đây, hai bạn này sinh năm 2003, đó chính là Liu Shensu và Tan Ninh của Trung Quốc nha. Thì ở C1 hai bên đánh với nhau rất là căng thẳng, vô cùng kịch tính, và cuối cùng á, bộ đôi của Thái Lan là có điểm kết thúc trận đấu là 20-19. Nhưng mà sau đó thì bộ đôi trẻ của Trung Quốc đã chơi rất là bứt phá, họ lật kèo ngoạn mục có chiến thắng khó là 26-24, quá là đẳng cấp luôn. Qua C2 á, hai cái bạn trẻ của Trung Quốc này á, nổi trội với những cái pha đập cầu rất là y lực. Họ có chiến thắng tiếp là 21-19, qua đó đăng quang vô địch Pháp Open 2023. Với áo quân Kitty Tharakul hơi thiên về đánh lưới thì cô lựa chọn cho mình cây vợt Yonex Nanoflare 700 xanh bản trọng lượng 4U đang lưới BG65T mức đang 30 LBS là 13,5 kg. Còn với Ratchongchai cũng lựa chọn cho mình cây vợt Yonex Nanoflare 700 nhưng mà flare 700 đỏ nha, cô đánh cho mình bản trọng lượng 4U đang lưới BG65T mức đang 30 LBS là 13,5 kg luôn. Đến với nhà vô địch Liu Shensu là lựa chọn cho mình cây vợt Yonex Saber 11 Pro bản trọng lượng nặng 3U đang lưới BG80 mức đang 30 LBS là 13,5 kg. Còn với Tan Ninh lựa chọn Yonex Astrox 100Z xanh trắng bản trọng lượng 4U đang lưới BG80 mức đang cũng là 30 LBS là 13,5 kg luôn nha. Oh, what a net shot. It's not a bad lift from there. Oh!
Thứ tư là nội dung thi đấu đơn nam và có vẻ phần nào nhận được sự cổ vũ của mình và thầy Thảo tại video trò chuyện, đây là Jonathan Chisty đã chơi cực kỳ bứt phá tại giải đấu lần này luôn. Anh đánh bại rất là nhiều cái đối thủ mạnh và vào chơi ở trận chung kết, và đối thủ của Chisty là một cái tay vợt đã đánh bại thần búa Li Zicha, một thần đồng cầu lông khác của Trung Quốc, đó chính là Li Zifeng. Thì cái trận chung kết nội dung đơn nam này á, nó cực kỳ hay, rất là đẳng cấp luôn. Li Zifeng có chiến thắng là 21-16 ở C1, nổi trội với những cái pha đập cầu rất là y lực, đập chéo sân, đập phát là lũng sân các bạn. Mình nhớ là Li Zifeng có những cái quả đập cầu rất là mạnh nha, trên 400 km/h rất là nhiều luôn. Nhưng mà qua C2 thì Chisty bắt đầu cho thấy được cái sự ổn định, cái sự bền bỉ của mình, nổi trội với những cái pha đỡ cầu rất là hay. Thì Chisty có chiến thắng 21-15 ở C2, qua đó là được đà lấn tới thì anh chiến thắng luôn ở C3 với tỷ số là 21-14, là lần đầu tiên Jonathan Chisty đăng quang cái cúp Super 750 trong sự nghiệp thi đấu cầu lông của mình, đó chính là tại giải Pháp Open 2023. Với áo quần Li Zifeng lựa chọn cho mình cây vợt Yonex Astrox 100Z xanh trắng 2019, anh đánh bản trọng lượng nặng 3 U, đang cho mình cái lưới là BG66 Ultimax mức đan 30 lbs, là 13,5 kg. Còn với nhà vô địch Jonathan Chisty lựa chọn cho mình cây vợt Linen Aceford 90 Tiger Max là hỏa hổ, anh đánh cho mình bản trọng lượng 4 U, đan lưới No 1 mức đan là 31 lbs, là 14 kg nha. Chúc mừng cho Chisty. Cuối cùng là nội dung thi đấu đôi nam diễn ra giữa hai cái bộ đôi đang có phong độ thi đấu rất là tốt dạo gần đây luôn, đó chính là Fikri Maulana của Indonesia đối đầu với Astrup và Ramusen của Đan Mạch. Thì sau khi mỗi bên á có một cái C đấu chiến thắng cho mình rồi thì bước vào C3 quyết định á, bộ đôi Astrup và Ramusen là cái người dẫn trước và Fikri và Maulana là người bám đuổi theo sau. Nhưng mà cuối cùng á, sau khi mà gỡ được 2 điểm match point là nâng tỷ số lên là 18-20 ở C3, thì bộ đôi của Đan Mạch đã có điểm kết thúc trận đấu là 21-18, qua đó đăng quang vô địch Pháp Open 2023. Chúc mừng cho Astrup và Ramusen. Với áo quân Fikri đảm nhận vai trò đánh lưới thì anh lựa chọn cho mình cây vợt Linen 3D Calibre 900i Instinct bản trọng lượng nhẹ là 5U, đang cho mình cây lưới là Aerobike mức đan là 31 lbs, tính ra là 14 kg. Còn với cầu đập Maulana nổi trội với những cái pha đập cầu rất là y lực luôn thì anh sử dụng cho mình cây vợt Linen Turbo Changin 75 Extreme bản trọng lượng 3U, đang cho mình cái lưới là BG65T mức đan 31 lbs, là 14 kg. Đến với nhà vô địch Kim Astrup đảm nhận cái vai trò đánh lưới nè, thì anh lựa chọn cây vợt Linen Blade X 900 Max Sun là mặt trời các bạn. Anh đánh cho mình cái bản trọng lượng nặng là 3U, đang lưới là No 1 mức đan là 32 lbs, tính ra là 14,5 kg, khá là cao luôn. Nhưng mà chưa cao đâu, đến với cầu đập Under Scarab Ramusen á thì anh đánh cho mình cây vợt Linen Aceford 100 Kirin là cái siêu phẩm vợt đẹp nhất của nhà Linen với cá nhân mình thấy ha, là anh đánh cho mình cái bản trọng lượng nặng 3U nè, đang cái lưới No 1 mức đan là tới tận 34 lbs, tính ra là 15,5 kg, phải gọi là cao nhất trong tất cả các vận động viên mà xưa giờ mình làm những cái video về vợt của vận động viên. Mình thấy là anh Ramusen này là đang 34 lbs, tính ra là 14,5 kg, là cao nhất luôn các bạn nha. Vừa rồi thì mình đã tóm tắt sơ lược lại những cái thông tin nổi bật của giải Pháp Open 2023, một cái giải đấu Super 750 khá là lớn ha. Cùng với đó là bật mí cho tất cả các bạn biết về vợt cầu lông của nhà vô địch và áo quân giải Pháp Open 2023 này. Nếu mà các bạn thấy video hay bổ ích thì nhớ để lại cho mình cùng team Vinb một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.